Đại dương là nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật bí ẩn và thú vị. Mỗi loài sinh vật đều ẩn chứa những đặc điểm riêng, tạo nên một thế giới tự nhiên dưới lòng đại dương cực kỳ sinh động và kỳ thú. Trong đó có nhiều loài sinh vật khổng lồ có kích thước vô cùng lớn. Và trong video ngày hôm nay, Ultraxe sẽ cùng các bạn tìm hiểu các loài cá lớn nhất đại dương hiện tại. Lưu ý thì video đó về những loài mà mình biết thôi nhé, vì mình cũng như các bạn đã đang tìm hiểu góp ý học hỏi, chứ không phải chia sẻ kiến thức nên sẽ không tránh khỏi được những sai sót. Các bạn có thông tin gì cần góp ý thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ chúng mình, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 10. Cá tầm beluga. Cá tầm beluga hay còn được gọi là cá tầm trắng hoặc cá tầm lớn, có danh pháp là Huso Huso, là một loài cá di cư trong họ cá tầm Acibenceridae. Loài này chủ yếu được tìm thấy ở khu vực biển Caspi và biển Đen, và trước đây là ở biển Adriatic. Kỷ lục được chấp nhận lớn nhất của một con cá cái được bắt vào năm 1827 ở cửa sông Volga, với trọng lượng 1,5 tấn và dài 7,2 mét. Một mẫu vật khác được cho là nặng 1,2 tấn và dài 6,1 mét. Những tuyên bố về chiều dài lớn hơn 10 mét hoặc thậm chí 12 mét và trọng lượng từ 2 đến 2,5 tấn hoặc thậm chí là 3 tấn. Nhưng kích thước này vẫn còn gây tranh cãi và chưa được xác nhận. Cá cái thường là mục tiêu của những người câu cá thương mại về trứng cá muối beluga tạo ra. Cá tầm beluga có thể sống tới 150 năm. Số lượng của loài này đang suy giảm mạnh do việc đánh bắt quá mức. Điều này làm cho nhiều quốc gia thực hiện việc nghiêm cấm hoạt động thương mại các sản phẩm từ loài cá này. IUCN phân loại cá tầm beluga thuộc loài nguy cấp. Nó là loài được bảo vệ được liệt kê trong danh sách của phụ lục 2 của Công ước Bern, và việc buôn bán sản phẩm từ đó bị cấm trong phụ lục 2 của CITES. Quần thể địa trung hải được bảo vệ mạnh mẽ theo phụ lục 2 của Công ước Bern này, trong đó người ta ngăn cấm bất kỳ việc đánh bắt quốc tế nào đối với chúng. Cục cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu trứng cá tầm beluga và các sản phẩm khác từ loài cá này có nguồn gốc từ biển Caspi kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2005. Số 9. Cá mặt trời khổng lồ. Cá mặt trời khổng lồ hoặc cá mặt trời đầu gỗ ghê có danh pháp là Mola alexandrini, còn được gọi là cá mặt trời Ramsay hoặc cá mặt trời phương Nam, là một loài cá thuộc họ Molidae. Nó có quan hệ họ hàng gần với loài Mola Mola, được biết đến rộng rãi hơn và được tìm thấy ở Nam Bán Cầu. Theo một nghiên cứu mới đây, con cá mặt trời nặng gần 3 tấn được phát hiện gần một hòn đảo của Bồ Đào Nha đã lập kỷ lục thế giới mới về cân nặng. Được phát hiện khi nó trôi vào bờ biển của đảo Phaon thuộc quần đảo Azores, một nhóm đảo của Bồ Đào Nha ở Bắc Đại Tây Dương. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành mổ xác của con cá mặt trời khổng lồ và trình bày chi tiết kết quả cho một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí sinh học cá. Con cá khổng lồ cao khoảng 3,6 mét và dài khoảng 3,5 mét, nặng 2,7 tấn. Các nhà nghiên cứu cũng phân tích thành phần trong dạ dày của cá thái dương và lấy mẫu ADN của nó. Kỷ lục thế giới trước đây thuộc về một con cá thái dương được đánh bắt ở Nhật Bản vào năm 1996, nặng khoảng 2,3 tấn. Cá thái dương có cơ thể tròn và thường phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, bề mặt đại dương. Điều này mà các nhà khoa học tin rằng nó là cách chúng tự sưởi ấm sau thời gian dài lặn xuống vùng nước tối lạnh giá để kiếm ăn. Chúng sử dụng những chiếc vây khổng lồ của mình để di chuyển trên mặt nước trước khi nằm ngang. Mặc dù nhiều loài cá trong danh sách này rất khó nắm bắt, nhưng không có gì lạ khi chúng ta thấy những loài cá Osteichthyes nằm nghiêng mình ngay dưới ánh mặt trời trên khắp các đại dương ở Nam Bán Cầu. Các nhà khoa học tin rằng loài cá lặn sâu trong nước lạnh để bắt con mồi, trong khi đó mông biển ăn các ký sinh trùng có trên chúng. Số 8. Cá thái dương đại dương. Cá thái dương đại dương có danh pháp là Mola Mola, còn được gọi là cá Mola. Loài cá này sống ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn cầu, có đầu béo và thân gầy. Cơ thể của cá thái dương là một cái đầu lớn có vây, có thể đo lường chiều dài lên đến 3,3 mét và trọng lượng tối đa là 2,3 tấn. Mặc dù nó thường dao động trong khoảng từ 247 kg cho đến 2 tấn, da của chúng được bao phủ bởi một lớp chất nhờn có kết cấu giống như dây nhám. Nó khá dày và không có vảy. Màu sắc của nó có thể thay đổi theo các sắc thái khác nhau như xám, nâu và xám bạc. Chúng thường có bụng màu trắng và có một số con có các đốm trắng cả ở vây bên và vây lưng. Nếu chúng ta so sánh chúng với các loại cá khác, cá thái dương không có nhiều đốt sống và thiếu dây thần kinh và một cái bụng bơi. Do đó, loại cá này là một loài rất hiếm, có hình thái khác với các loài thông thường. Vây lưng và vây hậu môn dài và vây ngực nằm cạnh vây lưng. Một phần kỳ lạ khác mà loài cá này có là thay vì có vây đuôi, nó có một cái đuôi dùng làm bánh lái và kéo dài từ mép sâu của vây lưng đến mép sâu của vây hậu môn.
Cá thái dương được tìm thấy trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các khu vực mà quần thể của chúng cao nhất là ở khu vực ôn đới và nhiệt đới của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Ở những nơi này, môi trường sống của chúng tương ứng với các đạn san hô sâu và các thảm tảo ngoài biển khơi. Số 7. Cá mập báu. Cá mập báu còn được gọi là cá mập hoa, cá mập hổ, cá nhâm hổ với tên khoa học là Galeocerdo cuvier, là loài cá mập duy nhất thuộc chi cá mập chồm Galeocerdo. Họ cá mập mắt trắng các Carinidae. Loài này được tìm thấy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ, từ tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ đến Mazatlan ở Mexico. Cá mập báu từng đạt chiều dài trưởng thành từ 3,5 đến 4,7 mét và nặng từ 300 đến 900 kg. Loài cá mập thân mảnh này có thể được nhận dạng ngay lập tức bằng hoa văn nổi bật, gồm các vệt đen giống như chân ngựa và các đốm lớn trên lưng. Từ đó chúng có tên gọi thông thường là cá mập báu. Những đàn cá mập báu lớn thường được thấy ở các vịnh và cửa sông, bơi qua các bãi cát hoặc bùng hoặc các khu vực đại đất đá gần các bãi tảo bẹ và đàn san hô. Chúng phổ biến nhất ở gần bờ biển trong vùng nước sâu dưới 4 mét. Cá mập báu hầu như không gây nguy hiểm cho con người. Có một ghi chép duy nhất từ năm 1955 về một con cá mập báu quấy rối một thợ lặn bằng cách làm chảy máu mũi. Mặc dù không có thương tích nào xảy ra, cá mập báu sống cùng với sự phát triển của con người, có thể tích tụ các chất ô nhiễm như thủy ngân, thuốc trừ sâu trong cơ thể của chúng. Và Sở Cá và Động vật Hoang dã California cảnh báo không nên ăn chúng thường xuyên. Số 6. Cá nhám đầu búa. Cá nhám đầu búa vây đen hay cá mập đầu búa, có tên khoa học là Sphena leguini, là một loại cá nhám búa thuộc họ Sphenidae, được đặt tên theo hình dạng khác thường và đặc biệt của đầu chúng, dẹt về kéo dài theo chiều ngang. Mắt của cá mập nằm ở một trong hai đầu của cấu trúc hình chữ T này, với miệng nhỏ nằm bên dưới. Nó chủ yếu sống ở vùng nước ven biển ôn đới và nhiệt đới, giữa vĩ độ 46 độ Tây và 36 độ Đông, xuống tới độ sâu 500 mét. Loài cá này không thực sự nguy hiểm và thường không tấn công con người. Các loài đã biết có chiều dài từ 0,9 đến 6 mét và nặng khoảng 500 kg. Một mẫu vật được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Florida năm 1906, nặng hơn 680 kg. Loài cá mập này ăn chủ yếu là cá như cá mồi, cá thu và cá chích, và đôi khi thân mềm như mực và bạch tuộc. Mẫu vật lớn nhất cũng có thể ăn các loại cá mập nhỏ hơn như cá mập vảy đen. Tính đến năm 2008, cá nhám búa được xem là bị đe dọa toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy, tại một phần của Đại Tây Dương, số lượng cá mập đầu búa đã giảm trên 95% trong 30 năm qua. Trong số các lý do sụt giảm này có đánh bắt quá mức và sự gia tăng nhu cầu đối với các vị cá mập. Cá mập đầu búa là một loại cá thường bị lấy vây. Có một phát cho các bạn nào chưa biết thì cá nhám đầu búa đã từng xuất hiện trong phim Đi tìm Nemo và Đi tìm Dory với tên là Angkor, và trong phim Siêu nhân Gao với tên là Cá mập đầu búa là cánh tay phải của Gao Hunter. Số 5. Cá mập Greenland. Cá mập Greenland có danh pháp khoa học là Somnioses microcephalus, còn có một cái tên khác trong ngôn ngữ của người Inuit là Eqalusua. Cá mập Greenland là một loài cá săn mồi khổng lồ và là động vật có xương sống lâu đời nhất mà chúng ta biết. Nó có thể dài từ 2,4 đến 7 mét và sống gần 500 năm. Chúng thường sinh sống ở khu vực có độ sâu dưới 2.200 mét và trong vùng nước đóng băng của Bắc Đại Tây Dương, xung quanh Greenland và Iceland. Nhưng bất chấp kích thước khổng lồ và tuổi thọ cao, người ta thực sự biết rất ít về loài cá mập này. Cá mập tiến hóa khoảng 450 triệu năm trước khi khủng long hay thậm chí là cây cối xuất hiện. Cá mập Greenland là một phần của họ cá mập cổ xưa hơn 100 triệu năm tuổi. Họ này được gọi là Somniocidae, được đặt tên theo Somus, là một vị thần giấc cũ của người La Mã. Mặc dù di chuyển chậm chạp, cá mập Greenland là một kẻ săn mồi đáng gờm, một kẻ săn mồi đỉnh cao dưới độ sâu của đại dương. Nó ăn nhiều loại con mồi từ cá và hải cẩu đến cá voi và thậm chí cả thuần lộc hoặc ngựa. Một con cá mập Greenland được giải phẫu đã cho thấy xác cẩu gấu bất cực trong bụng của nó. Không rõ liệu cá mập Greenland săn và giết tất cả các con mồi này hay chỉ đơn giản là chúng ăn xác của những loài này khi rơi xuống đại dương. Cá mập Greenland dường như không ngại tấn công những sinh vật lớn. Có những quan sát cho thấy rằng cá mập Greenland săn được một con nai sừng tấm. Tuy nhiên, kích thước của con mồi này đã suýt nữa khiến nó mắc nghẹn. Số 4. Cá đuối manta khổng lồ. Cá đuối manta khổng lồ đại dương có danh pháp là Mobula pyrrhus, còn được gọi là cá đuối đại tây dương, là một loài cá đuối trong họ Mobulidae và là loài cá đuối lớn nhất trên thế giới. Nó phân bố toàn cầu và thường được tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng cũng có thể được tìm thấy ở vùng biển ôn đới. Cho đến năm 2017, loài này được phân loại trong chi manta cùng với cá đuối manta rạng san hô nhỏ hơn, Mobula anbreidae. Cá đuối manta có đầu rộng, vây ngực hình tam giác và vây đầu hình sừng nằm ở cả hai bên miệng. Chúng có cơ thể dẹt theo chiều ngang, với mắt nằm ở hai bên đầu sau vây đầu và khe mang ở bề mặt bụng. Đuôi của chúng không có bộ xương hỗ trợ và ngắn hơn cơ thể hình dĩa của chúng, với lưng nhỏ và có gốc đuôi.
Cá đuối Bata có thể nặng tới 1,3 tấn. Ở cả hai loài, chiều rộng bằng khoảng 2,2 lần chiều dài cơ thể. Mobula birochis đạt chiều rộng ít nhất 7 mét, trong khi Mobula onbredi đạt chiều rộng khoảng 5,5 mét. Cả hai loài đều được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt kê là loài dễ bị tổn thương. Các mối đe dọa do con người gây ra bao gồm ô nhiễm, vướng vào lưới đánh cá và việc thu hoạch trực tiếp các phiến màng của chúng để thực hiện trong y học Trung Quốc. Cá đuối Manta đặc biệt được đánh giá cao về các phiến màng của chúng, được buôn bán quốc tế. Tốc độ sinh sản chậm của chúng làm trầm trọng thêm những mối đe dọa đây. Chúng được bảo vệ tại các vùng biển quốc tế theo công ước về các loài động vật hoang dã di cư, nhưng dễ bị tổn thương hơn khi ở gần bờ. Những khu vực mà cá đuối Manta tụ tập rất được khách du lịch ưa chuộng, chỉ một số ít bể cá công cộng đủ lớn để nuôi chúng. Số 3. Cá mập trắng lớn. Cá mập trắng lớn của danh pháp khoa học là Carcharodon carcharias, còn được biết đến với tên gọi khác như mũi kim trắng, cá chích trắng, và là công cụ để các nhà làm phim vắt sữa khi mang nó lên phim. Cá mập trắng lớn được tìm thấy ở miền Duyên Hải trên khắp các đại dương, được cho là một trong những loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới còn tồn tại, với mẫu vật được bảo quản lớn nhất có chiều dài 5,83 mét và trọng lượng khoảng 2 tấn khi trưởng thành. Tuy nhiên, hầu hết đều nhỏ hơn, con đực dài từ 3,4 đến 4 mét và con cái dài trung bình từ 4,6 đến 4,9 mét. Cá mập trắng lớn là một trong những loài săn mồi chính của động vật có vú biển, chẳng hạn như hải cẩu và cá heo. Loài này trưởng thành về mặt sinh sản khi khoảng 15 năm tuổi và trước đây được cho rằng vòng đời hơn 30 năm. Vòng đời thật của cá mập trắng lớn còn dài hơn nhiều, nay được ước lượng khoảng 70 năm hoặc là hơn, làm nó trở thành một trong những loài cá sụn sống lâu nhất. Cá mập trắng có thể đạt tốc độ bơi lên đến 56 km/h. Cá mập trắng lớn là loài duy nhất còn sống trong chi các Carcharodon và đứng đầu trong các loài cá mập tấn công con người. Cá mập trắng lớn được miêu tả trong văn hóa đại chúng là loài ăn thịt người hung dữ, phần lớn do cuốn tiểu thuyết Jaws của Peter Benchley và bộ phim chuyển thể sau đó của Steven Spielberg, người là đạo diễn của Jurassic Park 1993. Con người không phải là con mồi ưa thích, nhưng dù sao thì nó cũng là nguyên nhân gây ra số lượng lớn các vụ cá mập tấn công con người mà không có lý do gây tử vong được báo cáo và xác định. Tuy nhiên, các vụ tấn công này rất hiếm, thường xảy ra ít nhất 10 lần mỗi năm trên toàn cầu. Số 2. Cá mập Basking. Cá mập Basking có tên khoa học là Cetorhinus maximus, còn được gọi là cá nhám phơi nắng, loài cá lớn thứ hai trên thế giới sau cá mập, và thứ hai trong 3 loài cá mập ăn sinh vật phù du, cùng với cá nhám voi và cá mập miệng to. Nó là loài di cư quốc tế được tìm thấy ở tất cả các đại dương ôn đới trên thế giới. Cá mập Basking thường có màu xám nâu với đốm da. Răng của cá mập Basking rất nhỏ và rất nhiều, thường được đến 100 cái mỗi hang. Răng có một đỉnh hình nón duy nhất, được uốn cong về phía sau và đều giống nhau ở cả hàm trên và hàm dưới. Nó từ đâu đã là loài thương mại quan trọng như một nguồn thực phẩm, vây cá mập, thức ăn gia súc và dầu ghen cá mập. Khai thác quá mức đã làm giảm số lượng quần thể của nó, đến điểm mà một số nơi đã biến mất và có những nơi khác cần được bảo vệ. Loài cá mập này thường sống đơn độc, chúng chỉ đến với nhau vào mùa giao phối. Mặc dù các nhà quan sát chưa bao giờ thấy chúng giao phối, các nhà khoa học không chắc chắn 100%, nhưng họ cho rằng loài cá này có thể sống đến khoảng 50 tuổi. Con cá mập Basking lớn nhất từng được đo lường bởi khoa học, nặng khoảng 4,2 tấn và dài gần 12 mét. Số 1. Cá mập voi. Cá nhám voi hay cá mập voi, với danh pháp khoa học là Rhynchodon tibus. Nó là thành viên đặc biệt của phân lớp Elasmobranchii, bao gồm cả cá mập và cá đuối, của lớp cá sụn Chondrichthyes. Loài cá này nắm giữ nhiều kỷ lục về kích thước trong vương quốc loài vật, tiêu biểu nhất là danh hiệu động vật có xương sống không phải thú lớn nhất còn tồn tại. Ngoài ra, đây cũng là thành viên duy nhất của họ Rhynchodon và là thành viên cuối cùng còn sót lại của họ Rhynchodontidae. Loài cá này có thể nặng tới 21,5 tấn và dài tới 12 mét. Miệng của một con cá nhám voi rộng khoảng 1,5 mét. Hàm của chúng có hơn 300 cái răng, nhưng có tác dụng như một máy lọc thức ăn. Chúng không được sử dụng những chiếc răng này để ăn. Loài cá mập này sống ở vùng biển nhiệt đới trên 70 độ F. Nó sống dọc theo bờ biển và ở vùng nước mở. Mặc dù nó thường dành phần lớn cuộc đời của mình một mình, nhưng có rất nhiều báo cáo cho thấy có tới 400 cá thể tụ tập gần nhiều địa điểm, bao gồm cả ngoài khơi bờ biển Yucatan. Thức ăn của cá mập voi rất đa dạng và phong phú, tuy nhiên chúng chỉ ưa thích các sinh vật phù du. Chúng thường đập vây vào các đạn san hô, sau đó há chiếc miệng khổng lồ và hấp trọn các sinh vật phù du này.
Vừa rồi mình và các bạn đã đến với các loại cá lớn nhất đại dương hiện tại. Một vài cái tên trong số này đang ở mức đáng báo động bởi nhiều yếu tố khác nhau, và các tổ chức bảo vệ động vật hay chính phủ của các nước vẫn đang cố gắng bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng đang ngày càng đến gần. Nếu thấy video này hữu ích hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Ujaxa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nah.